Hello, xin chào tất cả các bác nha. Trước mặt các bác đây là ba bộ Shure SLX nha các bác. Mấy bộ này hôm nay về là cực kỳ đẹp các bác nha. Nói chung là cái rất là đẹp, đẹp keng sa beng luôn á. Cực kỳ đẹp nha các bác. Đây, các bác xem tai mic này. Các bác nhìn tai mic thôi là cũng đủ hiểu là nó đẹp như thế nào rồi ha. Đây, nước sơn của này các bác. Cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là mấy cái mic này thì nó cũng đẹp, cũng tầm khoảng 95-97% các bác. Đầu thu các bác này ha. Rất là đẹp nha. Rồi, đây là cái mic cho các bác xem ha. Cái này em về sẽ có là đầu SM86 nha. Rồi SM58, rồi Beta58A ha. Tùy các bác lựa chọn ha. Đây có 3 loại đầu. Đây các bác xem về tai mic đây các bác xem ha. Nói chung là cực kỳ đẹp các bác. Nói chung là mấy cái bộ này đẹp thì các bác, em nghĩ là các bác cứ an tâm một điều là cực kỳ đẹp ha. Cả về tai mic lẫn độ thu ha. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây. Nước sơn này. Không có gì phải chê nha. Đầu SM86. Rồi. Y chang vậy các bác ha. Nói chung là bộ nào y chang bộ đấy. Đầu này đầu SM58 nha các bác ha. Chung rất là đẹp các bác ha. Cái này là không phải chày đâu mà nó bám vô ấy. Này thấy không? Do nó bóng đẹp quá nên nó rất là dễ dưa. Cái này phải chày không đây? Rồi, đây có một vết chày. Cái này không vết chày thôi ha. Nói chung vậy là cực kỳ đẹp các bác. 95-97% hết ha. Đầu SM58. Đây là dòng Shure chính hãng các bác ha. Và dòng này thì sản xuất ở China nha các bác. Dòng này make in China nha. Đây, sử dụng 2 pin 2A nha các bác ha. Make in China nha. Và dòng này thì sử dụng 2 pin 2A ha. Pin thông dụng của nó nha. Vẫn là hàng chính hãng thôi các bác, nhưng mà một số model thì nó được sản xuất ở China nha ha. Nhưng mà hàng chính hãng này thì thực ra là các bác đã quá quen thuộc rồi nên em cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Dòng này thì SM58 giá của nó là 8 triệu nha. Còn SM86 thì là giá của nó là 9 triệu. Còn Beta58A thì giá nó là 9 triệu rưỡi nha các bác ha. SM58 các bác biết rồi. Còn SM86 thì các bác ít biết. Thì SM86 là phiên bản nâng cấp của SM58 thôi ha. Tiếng nó sẽ tốt hơn chút xíu so với SM58 ha. Và nó sẽ cải thiện một chút chép cho so với dòng SM58. SM58 thì nó có vẻ như là nó ít chép hơn, nó đầm ấm. SM58 thì nó 86 thì nó nâng cấp một chút xíu các bác ha. Tiếng nó sẽ ấm và sáng hơn chút xíu ha. Nó cải thiện phần chép. Rồi, giá thì SM58 là 8 triệu các bác ha. SM86 là 9 triệu, còn còn Beta58A thì nó là 9 triệu rưỡi các bác ha. Hàng cực kỳ đẹp xuất sắc nha các bác, và hàng nguyên zin ha, chưa qua sửa chữa. Và đây là hàng chính hãng các bác ha. Các bác lưu ý ha. Vì dòng SLX này nó có nhái nha các bác ha. Nhái thì nó chắc giá thị trường nó 3-4 triệu gì đó bộ. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi clip này ha. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em ha. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.